Bắt đầu quay đoạn cuối rồi, quay đoạn cuối về nhà nha các bạn. Đi cắt cái đường đất đỏ nha, cho nó gần. Cắt đường đỏ thẳng ngay cổng nhà luôn. Nhà có bạn ha, cháu Dũng ở đây đó, nhà cháu Dũng đây nè các bạn coi, lên mạng hoài đây nè, nhà cháu Dũng đây đó. Giờ tắt cái đường này về thẳng cái cổng nhà mình luôn. Đất này hồi đó có bà xui mua ha, bà bán lại nó có để giờ biết như bạn nó miếng đất này nè, miếng đất trống mà miếng đất này, đất đỏ này nè. Mua cái đường này, đó cũng mua nè, mua cái đường ra nè. À, đó mua cái đường ra luôn. Đó tôi làm mai các bạn, tới cổng nhà nè. Đó. Mở. Đi bển rồi. Bên đây đường cũng đường đó mình đặt những đây không đông hả? Ở trong này đó hả? Xuống lắm đặt nước trẻ đó nè, mấy cái này bay hết trơn nè, nằm dùng hậu ra đẹp trai lắm. Giết mà nó đòi bán ba cái chai đó rồi. Không à, không bây giờ nó kêu ba vô đi, không có bán, không có gì, không có chuyên mua gì nữa đâu, kêu ba vô đi.